Xin chào mọi người, thì phải nói rằng là các sản phẩm của Rosin khi mà tung ra thị trường đều được mọi người ưa chuộng và cũng như là được rất nhiều khách hàng tin dùng. Tuy chỉ là những cái tên tuổi cũng mới nổi trong thị trường loa kéo Việt Nam thôi, nhưng mà rất là đáng được mọi người tin cậy. Và đặc biệt, điểm mấu chốt ở đây thì các sản phẩm của Rosin luôn cho ta thấy được là những cái đặc điểm riêng biệt và luôn có sự cải tiến không ngừng khi mà các ra các mẫu sản phẩm liên tiếp với nhau. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu loa kéo cũng là mới nhất của Rosin, đó chính là Rosin W15 Titan Plus. Thì mọi người cùng hãy theo dõi video để tham khảo về em nó nhé. Chiếc loa kéo Rosin W15 Titan Plus này thực sự khác biệt với so với các mẫu loa khác của cùng hãng Rosin. Âm thanh treble mang lại rất trong, rất sáng. Tuy là các dòng Rosin thì nó thường thiên về giải trầm nhiều hơn, nhưng âm thanh ở đây hoàn toàn khác, nghe dịu nhẹ, êm tai. Và đặc biệt kết hợp cùng với tiếng bass vừa đủ dày vừa đủ sâu, thì các bạn có thể theo dõi cái đoạn test nhạc sau để cảm nhận rõ hơn về cái âm thanh của chiếc loa kéo Rosin W15 Titan Plus này có thể mang lại nhé. Trong tầm chưa đến 6 triệu nhưng chất lượng âm thanh mang lại thực sự đáng tiền, không kém cạnh các mẫu loa kéo khác cùng phân khúc giá. Với hệ thống loa bass 4 tấc với một treble keng là thùng gỗ cao cấp, thực sự chiếc loa hay không chỉ phụ thuộc vào hệ thống loa hay chất liệu thùng mà còn phụ thuộc vào sự tinh chỉnh xử lý âm thanh trong mạch loa mới tạo ra âm thanh chất lượng như các bạn vừa nghe. Có trọng lượng khá nặng nhưng được trang bị 4 bánh xe lên này ở phía bên dưới giúp ta có thể di chuyển loa kéo một cách dễ dàng. Về bản mạch được trang bị gồm những tính năng sau: màn hình LED thể hiện thông số hoạt động của loa, một khe cắm thẻ nhớ, một khe USB, bên cạnh là cái nút thao tác lùi, tạm dừng, chuyển bài, ghi âm, chuyển chế độ của loa. Có đầy đủ các nút xoay chỉnh âm thanh, chỉnh nhạc và chỉnh hiệu ứng cho micro. Hỗ trợ thêm jack cắm nhạc cụ và micro có dây, cổng kết nối jack bông sen. Nút ưu tiên mic khi muốn sử dụng trong hội nghị hay thông báo. Loa được sạc với nguồn điện 220V và bạn có thể đấu với nguồn 12V của acqui khô xe máy ô tô để sạc. Loa có hỗ trợ chế độ vừa sạc vừa hát, không lo cục vui bị cắt ngang và có đèn LED báo hiệu pin. Phụ kiện đi kèm là hai micro UHF bắt âm tốt, nhẹ hơi, có thể kết hợp điều chỉnh âm mic trên bo mạch theo ý thích. Một remote điều chỉnh, hai chống lăn mic, một sạc nguồn và một sổ hướng dẫn. Câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa, em nói em thương anh, thương em anh tin rất nhiều, nhưng đời không như giấc mơ đã em rời xa chốn đây. Một hai em muốn bước lên đô thành, em đã nghe câu chuyện này trong sóng nói em sao xinh, sao ở quê làm gì, làm em cứ thêm những mơ mộng, em muốn cách xa nơi này, bỏ lại em với tình yêu thương nồng say, anh đã chạy theo hết ta, kiếp ngày em hành trang bước đi, mặt hồ. Thank you.
Vừa rồi là mình đã cho các bạn biết về cái thông số kỹ thuật của chiếc loa kéo Rosin W15 Titan Plus này, đồng thời cũng test nhạc và test karaoke luôn cho các bạn tham khảo. Thì mình cũng có một vài nhận xét như sau. Thì thông thường các dòng loa kéo của Rosin thì nó hay thiên về những cái dải trầm hơn, nhưng mà trong cái chiếc loa này thì nó đã có một cái sự thống xử lý âm thanh khác biệt so với những cái dòng loa khác, là khi mà các bạn nghe thử là về cái phần chép nó cũng vừa trong vừa sáng, và đặc biệt khi mà kết hợp với bass thì bass ở đây nó không có quá là trầm, nó rất là vừa vặn, đủ dày, đủ sâu. Khi mà kết hợp cùng với chép và bass lại với nhau thì cho ra âm thanh rất là hài hòa. Thì các bạn có thể vừa hát karaoke hay là nghe những bản nhạc, mọi thể loại nhạc như bolero hay là cha 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 đều cũng rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì về cái phần micro thì mình cảm thấy là micro Rosin cũng đã có cải tiến về cái phần mặt mà thiết kế bên ngoài rồi. Và cũng như là khi mà hát những cái bài hát khác thì các bạn có thể tùy chỉnh cái tông giọng của mình rất là phù hợp với cái ý thích của mình ha. Thì thông thường so với những cái dòng loa trước của Rosin á, thì mình cũng đã nói là nó thiên về dải trầm, cho nên là cái về cái micro của nó thì cũng đặc biệt là dành cho những người mà có giọng trầm, thì nó sẽ giúp cho người đó cái giọng ấm hơn. Và ở đây thì mình cảm thấy là với cái chiếc loa này cũng đi đôi với bộ mic thì cũng cân hết mọi thể loại giọng, như là các khi mà bạn giọng yếu hay là giọng khỏe hoặc là giọng trầm hay bổng đều hát với chiếc micro này được. Thì đó là đánh giá cá nhân của mình. Thì các bạn có ý kiến như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và mình cũng có để thông tin chi tiết của chiếc loa này ở phần mô tả, các bạn hãy truy cập vào cái đường link đó để tham khảo thêm. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.